chào cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Ấm Áp Miền Tây. Cô chú anh chị, bây giờ chúng ta đi vào trong bến đò Thanh Bình để mình đi qua bên bờ bên kia là chợ Thủ, chợ Mới. Còn ở đây là huyện Thanh Bình, Đồng Tháp này cô chú anh chị. Mời tất cả bà con mình cùng với Ấm Áp Miền Tây chạy xuống dưới bến đò nha. Thanh Bình thân thiện, đoàn kết, hiếu khách. Đường mình chạy xuống dưới bến đò Thanh Bình thì có hàng cây rợp bóng mát dễ chịu quá cả nhà ơi, mát lắm nha. Không khí về cuối năm thật là dễ chịu. Tiết trời vào thời điểm này thì buổi sáng trời se se lạnh. Khi các mẹ, các chị đưa các bé, các em đến trường thì nhớ mặc ấm cho các em nha. Rồi, mình đến được bến đò Thanh Bình rồi nha cô chú anh chị. Bây giờ mình trả tiền xuống đò ở đây nha. Thôi quay xe cà tím, quay xe cà tím nè, cà tím đẹp quá. Cái này mình chở đi qua chợ nào vậy chú? Qua đây lên xe. Dạ, chở lên chợ. xe là đi thành phố luôn á ha. Chèn ơi ngon quá ha, đồ đậu củ mình cuối năm quá trời ngon luôn. Cứ một bịch vậy là 5 ký. 10 ký. Một bịch vậy là 10 ký. Cái này chở để cho qua xe, đặng rồi lên xe đi thành phố luôn đó nha.
đó, mướp làm nè, à, như vậy nó không bị dập nè. Bao giấy này hết trơn, từng trái luôn, kỹ lưỡng kìa. À, hôm nay thì cũng tiện dịp những chuyến đò cuối năm thì Kim cũng mời bà con mình từ hướng Thanh Bình, Đồng Tháp để mình xuống đò, mình đi qua bên kia là chợ thủ của huyện Chợ Mới An Giang mình. Dạ. Còn cái này là thông tiện. Thông tiện. Dạ, còn đây là thông tiện. Đi hoài mà không nhớ xong gì nữa. Dạ. À, chú mình chở như vậy là mình chở ăn công hả chú? Không, chở mua đi bán lại. À, mua đi bán lại. Trời ơi, vậy thì là mình vậy là ăn trọn luôn đó ha. Ok, cuối năm mời kệ ráng gom cho đầy túi ha chú ha. Vậy cũng tiện quá. Vậy là mình có mối hết trơn rồi, chở qua cái cho lên trên xe tải. Lên xe tải là chở đi về chợ đầu mối ha chú. Mối đi lên Chợ Mới đi tá lả tiền. Dạ, đi tùm lum hết ha. Dạ. Có khi nào lên chợ đầu mối Thủ Đức chở không chú? Dạ lên Thủ Đức. Dạ lên Thủ Đức chở luôn ha. Dạ Ba Hòn, Phú Quốc mé. Dạ qua tới bển luôn. Dạ. Cái này qua Phú Quốc mới mắc nè. Tại Phú Quốc là nó là cái đảo rồi, nó giữa biển, nó ở biển rồi cho nên là đồ rau củ này trồng cũng nước mặn khó. 10 ngàn ra ngoài 20 ngàn. Dạ gấp đôi hả chú ha. Tại công vận chuyển. Dạ vận chuyển. Chứ giờ mình đi cái tàu cao tốc đi ra ngoài Phú Quốc là cũng mấy trăm một người rồi. Cái này vận chuyển nữa. Đó thì giờ cũng gặp chú chở đồ đẩy nè. Chú cũng mua đi bán lại. Cà tím mình thì có hai loại nè. Một loại trái dài với một loại trái tròn, như cái nào cũng ngon hết cả nhà. Đó mới đẻ xuống rất là ngọt nè. Rồi mướp nè. Mướp ở đây á thì bà con mình trồng toàn là mướp hương thôi, rất là thơm. Mướp hương không à. Bây giờ không có trồng cái mướp kia đâu, mướp kia thì trái nó bự nhưng mà nó không có thơm. Còn mướp hương mình thì trái giòn giòn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nấu lên rất là thơm nha. Nhưng mà không có năng suất bằng cái loại trái bự. Vì vậy mà mướp hương bây giờ cũng mắc hơn hết. Còn đây thì chuyến đò Thanh Bình mình về cuối năm cũng ở trên dòng sông Tiền nè. Mình mua vậy mình mua ký hay mua mão luôn nguyên một đám vậy chứ? Ký, ăn ký. Dạ, mình mua trong vườn mình. Mua hết đám vậy, ta bẻ nhiều mình lấy nhiều. Nhưng mà cứ cần ký lên nhiều tính tiền nha. Dạ. À, chú mua để chú bỏ mối lại, chú mua đi bán lại thì thôi mình cũng không có tiện để hỏi giá. Để tùy theo thời điểm giá cả nha cho tôi cả nhà ơi, cho nên mình cũng không tiện hỏi để cho chú bán. Mình cũng không tiện hỏi. Đương nhiên thì cực khổ mua từ trong đẩy trở ra thì đương nhiên giá cả nó cũng phải có lời đôi chút. Cũng phải có ăn được thì bà con mình mới tiêu thụ được. Đó. Vô tới trong đẩy bẻ ra bán cực lắm nha cả nhà. Đó. Rồi trở ra cái đường ở thường ở trong đẩy thì đường cũng nhỏ thôi, cũng đi cũng khó khăn lắm. Rồi trở ra thì phải lên xe tải nữa rồi mới chuyển đi các nơi. Đó đồ đẩy, bởi vậy mình mới nói. À, riêng về Đồng Tháp với lại An Giang mình thì đồ đẩy thì thôi rẻ lắm luôn. Bà con trồng mướp, bí bầu, hủ hoa đồ rẻ lắm. Mà đồ ngon nữa, an toàn. Rồi, Kim thấy có một chiếc đò từ bên phía chợ thủ Chợ Mới đưa bà con mình qua bên đây Thanh Bình, Đồng Tháp nè. Đó, chỉ cách một dòng sông Tiền thôi. Mà nhờ có những chiếc đò này dễ dàng đưa bà con mình xuôi ngược qua lại để nối liền giữa hai bờ thương nhớ ha cả nhà. Đó, rất là dễ thương những chuyến đò cuối năm nè, bà con đi đâu quá trời. Mà hình như là ngày thường cũng vậy nữa, khi cũng thấy cũng bà con qua lại đông như vậy cũng tiện hơn. Bởi vì không phải ở khúc sông nào, đoạn sông nào thì cũng có những chiếc cầu chắc chắn xinh đẹp để cho bà con mình tiện lưu thông đâu. Cô chú anh chị nhờ có những chuyến đò như thế này thì mới tiện cho bà con mình lưu thông dễ dàng nè. Và cứ điều đặn như vậy ha, mình không có chờ lâu đâu nha. Cái chuyến đò này rời đi thì chuyến đò khác sẽ cập bến đưa bà con mình. Cứ điều đặn như vậy, mình không có phải chờ đợi lâu gì hết. Bà con mình yên tâm nha, và đến tối luôn. Chú cho con hỏi, chú có biết cái đò này mình đưa tới chờ giờ nào mới nghỉ không chú? Sáng đêm. Sáng đêm luôn ha, sáng. Sáng ngày 24. Dạ. Dạ. Đâu đi. Dạ, dạ. Năm sáu xe là chạy, năm sáu xe chạy. Dạ dạ. À sao tối chút thì mình tiền mình gấp đôi chút hả chú ha? Gấp đôi. Dạ. 10 ngàn. Dạ. Vậy cũng y như cái bến đò đặt cọc cũng vậy đó. Mình thí dụ mình đi ở Châu Đốc về tối cái đi cũng dài xe, người ta cũng chạy, nó như tiền nó lên chút xíu cho bù vô tiền xăng dầu người ta chứ. À,
gì cũng tiện, vì bà con mình cũng không phải chờ đợi gì hết trơn á. Về tối 24/24 luôn nha cô chú anh chị, đò hoạt động sáng đêm luôn, cho nên bà con mình về giờ nào cũng có đò để đi về nhà hết á. Nhưng mà nếu mình đi đêm á thì là đò, thí dụ như bây giờ mình đi mỗi một xe nè, một xe Honda với một người vậy là 5.000 tiền Việt Nam đồng mình, tức là 5k đó. Thì nếu mình đi tối chút thì là 10k vậy thôi. Ha chú ha, đi tối chú thì 10.000 vậy thôi à. Tối mình phải đợi lâu chút xíu, cởi gom chờ 5 xe trở lên đã chạy rồi. Dạ 4-5 xe cũng chạy rồi. Dạ không biết rồi, vậy cũng tiện quá trời đó. Còn dọc theo hai bờ sông thì bà con mình quay lại những cái lưới đó, đó để cho cá vô ở đó, là cái đầm mình bắt đó. Cho nên ở vùng sông nước miền Tây thì bà con mình cũng dễ lắm, thức ăn cũng dễ tìm, mà cũng nếu mua ra chợ mua thì cũng rẻ lắm cả nhà đó. Vườn rẫy rau củ cũng rẻ, cá tôm mình cũng săn bắt được, đặt vớn hay là quay lưới rồi mình bắt cũng được, cũng dễ cũng tiện nữa đó. Chỉ cần mình chịu khó một chút xíu là bữa cơm gia đình mình cũng đầy đủ hết. Bây giờ mình đang đi qua bên chợ Thủ nha. Thời điểm này thì Kim thấy nước trên dòng sông cũng trong hơn rồi nè. Còn cái hồi mà mùa nước nổi á, thì cách đây 2-3 tháng thì nước đục dữ lắm luôn cả nhà. Nước đục như là nước sình á, nước rất là đục. Còn bây giờ thì Kim thấy nước trong lại rồi nè. Đó, bây giờ thì nước rút lâu rồi, chứ không có còn nước ngập như mấy tháng trước. Mấy tháng trước thì mùa nước nổi lên á, thì nó bị ngập mà nước bị đục nữa. Nước miền Tây, sông nước miền Tây rất là êm đềm ha cả nhà ha. Đó xa xa kia thì mình nhìn thấy những cái thao trắng trắng nổi trên mặt nước, đó là bà con mình giăng lưới đó, giăng lưới để bắt cá. Cho nên là cá sông nè, bà con mình bắt được là từ những con sông này. Mình đi về các chợ mình thấy có cá sông nhiều, đó là bà con mình giăng lưới bắt vậy đó, rồi cái là mang lên chợ bán, cho nên là cá cũng tươi ngon. Rồi còn em thấy mấy chị bán hàng kìa, cũng chỗ quá trời luôn, đứng chạy luôn á, chứ ngồi đâu không thấy đường chạy, ngồi xe hết rồi mà đứng này thì chạy luôn nè. Hay quá hay. Chứ không ngồi được luôn á. Thấy gì đàn ông còn mạnh dạng, mà con gái mà nó chạy cỡ đó đó rồi. Tôi bó tay tôi nói nè, tôi sợ với bà quá. Tôi sợ có đâu cầm ký trở lại, tôi chạy về tới nhà tôi quải luôn. Bữa nào về cũng làm luôn, tính tiếp tới chiều. Có bữa đi hai cuốc á thì qua bữa sau qua đây là Việt Nam mình lắc đầu. Chế đâu có chở dữ thật. Việt Nam mình chở quá chở. Chế để chở người là người chạy, người chở sao là hết hồn rồi, hết rồi. Hai cuốc phải không? Rồi về hết tối chút là bữa đó là giờ đó chế chiếc xe đạp thùng lâu, chiếc xe Honda là chở 18 người rồi sao. Quá trời. Bỏ ăn rồi. Xe Honda thùng hồi xưa là đi đám cưới lắm, đâu là chở 18. Dạ dạ. Nói chứ bây giờ xe lôi mình nè, xe lôi đạp mình nè cũng chở cũng 5-6 người, 4 người, 5 người. Thấy giờ cúng lễ đó. Dạ, rồi đạp lên chỗ đó có. Dạ đó đó. Ở bên Hòa Hảo mình đây thôi nè. Cúng lễ một cái cũng chở bao đó. Vui quá. Nghe nói nghe mấy anh nói chuyện gì. Nói cái vụ mà chở. Chở mà làm như riết là quen hay sao? Dạ. Chứ còn mình lên đâu được. Dạ. Đây nè, nhiều khi đi đi làm qua Sa Đéc mua có mấy cái cây giống về trồng thôi đó. Mà có 2-3 chậu chậu ấy mà chở còn nghe sợ. Dạ. Chở này hay thiệt chứ. Chở gì cũng quen. Thăm thang giờ đi lên đi chạy qua. Mới đầu kìa. Thấy ta chở gì thích rồi nè. Làm đi. Làm nó có 100 ký thôi mà nó quơ gì nè. Đúng rồi. Không quen cái vũ sách để nắm vô xe, lạng qua cái nắm vô xe cái quơ cái đầu mình.
mình rồi cũng qua chợ mới ha anh. Dạ về gần không anh? Chợ thủ, chợ mới nhưng mà thuộc về xã Long Điền A, chợ mới nha cả nhà ơi. Đó, thấy một cái chú chở rồi chỗ ghê không? Cái xe nặng vậy đó, phải nói là mấy trăm ký đó cả nhà, bịch 10 ký đó. Chẳng biết cục bịch vậy mà là mấy trăm ký nè. Chủ giỏi ghê không? Đó, đường này là mình đi ra ngoài đường lộ lớn nè. Để mình lưu thông liên huyện nè. Rồi phía trước màn hình mình đó là đường lộ để lưu thông liên huyện đó cả nhà. Nếu mình là rẽ trái á, đây mình đến rồi nha. Đây, ui da, ui hết hồn. Đây là cái bảng bến đò chợ thủ nè. Nếu mà về trước màn hình mình nè, trước màn hình mình rẽ trái mình đi á, thì là mình sẽ đi về Mỹ luôn nha cả nhà. Đi về Mỹ luôn hay là mình đi qua Đồng Tháp cũng được hết ha. Còn hướng này mình rẽ tay phải này mình về trung tâm chợ mới nha, trung tâm của huyện chợ mới ha. Thôi đến đây thôi, chuyến đò Thanh Bình chợ thủ của mình về cuối năm đến đây Kim xin dừng máy nha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, vui đón một cái Tết thật vui và hạnh phúc và thật nhiều niềm vui may mắn nha cô chú anh chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại, chúc tất cả bà con mình thượng lộ bình an, vạn sự lành. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.